thiên la bùng trứng này, đường kính này 5-6 to nhỉ, cứ theo dõi nha. Ở bên trái tử cung, nang bên trái tử cung. Cái thai đây nhỉ, tiêu thai này nhỉ, nhìn nữa. Đấy. Thay thay này đấy, thay đang nhú tí này, ối này, để chú đo xem chiều dài đầu mông. Chín tuần 5 ngày thay khá bình thường nhé.